tập trung thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia năm 2023. Đây là yêu cầu của Bí thư tỉnh ủy Lê Quốc Phòng, trưởng ban ban chỉ đạo chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới gắn với đề án tới cơ cấu ngành nông nghiệp và công tác giảm nghèo bền vững tỉnh Đồng Tháp. Đối với các thành viên ban chỉ đạo vào sáng nay ngày 7 tháng 2 năm 2023, Bí thư tỉnh ủy Lê Quốc Phong đề nghị các thành viên ban chỉ đạo tập trung rà soát, thực hiện các nhiệm vụ đã giao, các văn bản liên quan phải ban hành trong quý 1 để làm cơ sở triển khai thực hiện phân khai giống các chương trình mục tiêu. Bên cạnh đó, xây dựng kế hoạch cụ thể phải làm trong từng quý và trong năm, nhất là đối với các ngành hàng nông nghiệp chủ lực, tham mưu chương trình về phát triển giống cây trồng vật nuôi tỉnh Đồng Tháp, các đề án về festival hoa, bảo tồn xéo đầu đỏ phải hoàn tất trong quý một này, Bí thư tỉnh ủy yêu cầu. Đối với công tác giảm nghèo bền vững, đồng chí Lưu Quốc Phong đề nghị ngành lao động có phân tích đặc điểm hộ nghèo, hộ cận nghèo để có giải pháp hỗ trợ thoát nghèo phù hợp theo từng nhóm đối tượng. Cuộc họp lần thứ 10 của ban chỉ đạo triển khai thực hiện dự án xây dựng công trình đường bộ cao tốc Cao Lãnh An Hữu diễn ra vào chiều nay dưới sự chủ trì của Bí thư tỉnh ủy Lê Quốc Phòng, trưởng ban ban chỉ đạo. Tại cuộc họp, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Phạm Thị Nghĩa cho biết, Ủy ban nhân dân tỉnh sẽ có quyết định phê duyệt dự án. Cùng với đó hoàn thiện các hồ sơ thủ tục để thực hiện phương án đền bù, phối hợp với tỉnh Tiền Giang triển khai dự án thành phần 2, thực hiện thủ tục để đấu thầu dự án. Ông Phạm Thị Nghĩa nhấn mạnh đây là công trình giao thông đặc biệt có quy mô lớn khối lượng công việc còn rất nhiều, do đó các ngành địa phương liên quan phải ra quân quyết liệt, mạnh mẽ hơn, dành sự tập trung và ưu tiên để thực hiện. Tăng cường cơ chế phối hợp đặc biệt giữa tổ tuyên truyền vận động với các bộ phận làm nghiệp vụ liên quan đến dự án, Bí thư tỉnh ủy Lê Quốc Phong nhấn mạnh, đồng thời yêu cầu ra soát tổng thể công việc đến ngày 30 tháng 4 để có lộ trình tốt nhất. Các vấn đề phát sinh cần thiết xin ý kiến chủ trương từ thường trực ban chỉ đạo để giải quyết kịp thời, không đợi đến kỳ họp. Cũng trong sáng nay ngày 7 tháng 2 năm 2023, tại khu công nghiệp Sa Đéc, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Phạm Thiện Nghĩa cùng lãnh đạo các sở ngành liên quan có buổi gặp gỡ với các doanh nghiệp đang hoạt động trên địa bàn thành phố Sa Đéc. Các doanh nghiệp bày tỏ phấn khởi trước sự quan tâm của lãnh đạo tỉnh, đồng thời nêu lên một số khó khăn như lãi suất cho dây đối với ngành hàng lúa gạo còn cao, chất lượng cá tra giống thấp ảnh hưởng trực tiếp đến doanh nghiệp chế biến thủy sản và đề xuất các vấn đề liên quan đến chính sách ưu đãi cho doanh nghiệp về mở rộng sản xuất, Chính sách hỗ trợ nông dân sản xuất, tiêu thụ qua kiển, theo hướng hiện đại công nghệ cao, dần dần. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Phạm thiện Nghĩa ghi nhận các kiến nghị của doanh nghiệp, đồng thời yêu cầu các sở ngành liên quan hỗ trợ tháo gỡ khó khăn dừa nêu. Thông tin về những định hướng trong thời gian tới, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh cho biết sẽ tiếp tục đẩy mạnh phát triển hạ tầng giao thông, phát triển dùng nguyên liệu sản xuất, tập trung quy hoạch tổng thể các khu cầm công nghiệp cũng như đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao để Đồng Tháp trở thành điểm đến lý tưởng của cộng đồng doanh nghiệp. Hôm nay, Ủy ban Nhân dân tỉnh ban hành quyết định về việc ban hành chương trình thực hành tiết kiệm chống lãng phí tại Đồng Tháp năm 2023. Theo đó, trong năm, thực hiện siết chặt kỷ luật tài khoá ngân sách nhà nước, bảo đảm chi ngân sách nhà nước tiết kiệm hiệu quả và theo đúng dự toán được giao và theo đúng dự toán được chính phủ giao, Hội đồng Nhân dân tỉnh thông qua. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh cũng vừa có chủ trương thống nhất tổ chức lễ khởi công dự án nâng cấp mở rộng đường DT 855, đoạn thị trấn Tràm Chim, Hòa Bình. Thời gian dự kiến lúc 8 giờ ngày 9 tháng 2 năm 2023, địa điểm tổ chức tại điểm đầu dự án nâng cấp mở rộng đường DT 855 tại thị trấn Tràm Chim, huyện Tâm Nông, phía mố cầu B, huyện Tâm Nông.